Người ơi, mọi người ơi, đâu cần phải đi Hàn Quốc thì mới đi được chợ Hàn Quốc đúng không ạ? Hiện tại Chu Dì đang đứng ở trước chợ Lotte Market, là chợ Hàn Quốc mới mở ở khu vực Tampa. Thì cái khu vực này nó còn được gọi là New Tampa luôn, rất là gần Wesley Chapel. Khách Wesley Chapel khoảng 20 phút và khu trung tâm Tampa khoảng 30 phút thôi. Thì ở đây có bán rất là nhiều những đồ ăn tươi hay là trái cây, cá, tôm, vân vân và vân vân. Thì để Julie sẽ show cho mọi người ha. Khu này rất là tiện lợi, thành ra cô chú và anh chị nếu muốn mua nhà ở khu vực này thì đây cũng là một cái location mình nên consider ha. Let's go. Dạ rồi. Lấy xe không được. Vẫn rẻ hơn nhiều nhiều chỗ khác rồi em. Nhiều chỗ mười mấy đồng thao luôn á. Có đủ thứ loại xoài luôn nha mọi người. Xoài vàng, xoài này khá là thơm. Chắc là xoài này là xoài ngọt á. Còn bên kia là xoài xanh nữa này. Nói chung là nhãn này, ổi này, tùm lum hết. Có bưởi da xanh luôn. Tranh thủ mua đồ. Trái bưởi da xanh. Chị đang xem trái nào nặng tay. Trái này to mà lại không nặng bằng, thì nó mới ngọt á. À, nó mình có nhiều nước á. Wow. Trái liệu to dã man luôn, to bằng cái mặt mình luôn á. Chắc mua hai trái thắp hương, ba trái thắp hương. Hả? Cúng. Nhìn cho nó đẹp mắt. Cái này về bóc ra ăn là chuẩn luôn, không cần chỉnh. Quất cho ba trái. Đi vào đây nhìn thấy trái cây là mê. Wow, nhìn mít bên kia kìa, có 99 cent pound kìa em. Có cả măng cụt luôn này. Nhưng mà măng cụt này hơi bị cũ rồi. Sờ nó cứng ngắc. Cả trái mận luôn mà. Mận này là mận mini. Ăn chơi rồi à. Bên này là nguyên một khu mà nấm với rau bên này tùm lum này. Wow, quá trời luôn. Mình ra đây mình lấy một miếng mít. Đây là miếng đầu. Oh, thank you. I cannot go anywhere without it.
Ôi giời ơi, biết sao không, miếng đầu này là nó nhiều so rồi. Cho nên là kiếm lấy cái miếng đuôi. Rồi, lấy miếng này đi. Lựa mít thấy mệt quá. Ở đây họ bán cả sầu riêng nguyên trái luôn này. Tôm, cá, mực không thiếu một cái gì hết. Đủ thứ loại cá luôn. Dry anchovy mà nguyên thùng luôn nhé. Đây là các đủ thứ các loại đậu. Cho nên là nếu như mà cô chú và anh chị mà ở trên cái khu vực này, trường học cũng khá là tốt mà cũng không cách sân bay quá xa đâu. Từ sân bay chạy xuống đây chỉ khoảng cỡ nửa tiếng, 30 phút, 35 phút thôi. Mà lại có cái chợ như thế này quá là tuyệt vời. Better hơn cả chợ Walmart hay là chợ Việt Nam mình luôn á. Mua khoai lang về ăn kiêng nha. Healthy, healthy. Chị đang bị lạc lối. lạc lối. Đây này, cô chú và anh chị có thể đến đây mua những cái hộp giống như thế này để về nhà ăn lẩu cũng khá là tiện á. Đây là fish tofu. Còn đây là bên gian hàng đồ tươi này. Wow, nhìn tôm này em. Tôm bự không? Dã man luôn. Không dám mua bởi vì còn đi nguyên ngày. Là thối luôn á. Có đồ tươi sống ở đây này mọi người. Chỗ này là có họ bán cả live lobster bên đây hay là cua, nhưng mà hôm nay chắc là hết rồi. Còn bên đây là nguyên một quầy cá tươi này. Mình có thể kêu họ chặt hay là đánh vẩy hay là moi ruột, chặt theo ý của mình luôn. Họ làm rất là ấy. Wow, nhìn cá. Cá này là cá gì đây? Albacore. Tươi ghê không mọi người ơi. Nhìn hết hồ luôn. Còn đây là bên quầy thịt bò này, họ cũng cắt sẵn theo từng khúc một. Ví dụ như là cái sườn bò này này, short ribs, mình có thể mua về nấu phở hay là nấu súp. Nguyên một khay như vậy gần 5 pound, à đâu, gần 4 pound mà có mỗi 17 đồng à. Super cheap. Hôm nay đúng là sai lầm không đem theo cái cooler. Thịt sườn non này, toàn sụn không này. Có 12 đồng á. Mà họ cắt sẵn theo từng miếng rất là vừa vặn như này luôn. Về làm sườn xào chua ngọt hay là sườn rim là chuẩn luôn này.
người mê ăn tim gà. Chắc phải qua bên quầy sách em. Họ có đủ thứ loại đồ ăn vặt của Hàn Quốc luôn nha. Snack, chips, potato chips rồi này kia, quá trời luôn. Nhìn mà hả, coi như là quên cả nhiệm vụ luôn. Đi quay quên nhiệm vụ luôn. Nhìn mê mẩn quên nhiệm vụ luôn. Không còn nhớ là mình phải lại vào đây để làm cái gì. Em có biết ăn cái con này không? Sách này, sách giống ở Việt Nam á. Này nó có cả wasabi flavor luôn nè. Ăn không? Chị xuống cái chỗ mà đây chuẩn bị phải đi trip cho nên là trên đấy nó không có đồ ăn của châu Á, bây giờ phải mua đồ này để đem đi theo. Đem đi theo. Không biết là mua cái gì rồi. Wow, họ bán cả mấy cái mắm cá, mắm sắc cá linh đồ này kia tùm lum ở đây luôn này. Excuse me. Quá trời luôn. Mua một cái seasoning powder, chicken flavor nấu ở trên đấy. Có cả mấy cái gia vị để nấu phở, nấu súp luôn này. Hay là mấy cái cốt súp nấu này. Cốt súp heo, súp bò, cốt mì riêu. Sorry em, chị đang chóng mặt. Tom yum powder. Này là cốt phở gà. Này là đủ gia vị để nấu đồ ăn rồi đó. Satay seasoning.
yum base. Rồi ôi, đúng là chân ái. Mấy cái kia nó nặng quá, cái này bê đi là vừa. Mấy cái hộp kia to quá luôn. Mấy cái này bỏ lại. Ôi, cái này mình cứ mua đi. Ồ đây cơm, nếu mà quý vị mà có đi đâu xa mà có con nhỏ mà không có đồ để nấu cơm thì mua mấy cái này đem theo rất là tiện luôn. 7 đồng, á 8 đồng 3 cái. Tính mang cái này đi nhưng mà chắc nặng quá. 2 pound. No. Từ chối. Ok, chị xong rồi đó. Ồ, em thử quay vào mấy cái chỗ này này. Video. Ờ, đi. Ở đây họ còn bán những cái đồ mà gia dụng ở trong nhà rất là nhiều nha mọi người. Toàn là những đồ mà của Hàn Quốc, nhỏ nhỏ, xinh xinh, khá là dễ thương. Nhìn đồ khá là chất lượng. Nồi niêu song chảo này. Có cái pot này dễ thương không? Đó, nấu nước hay nấu gì trong này cũng được này. Hay là cái nồi này ăn mì với đồ hải sản và kim chi. Wow, còn có mấy cái nhỏ này nữa này. Cái vỉ nướng này. Dễ thương không? Và bé xíu. Ồ, cái chảo này để chiên trứng à. 4 cái trứng. Amazing. Bán không thua gì chợ supermarket luôn. Mấy nồi cơm điện của Hàn trong này cũng bán luôn, hiệu Tiger này. Hay là của Hàn, của Nhật luôn này, nồi cơm điện của Nhật luôn này. Made in Japan. Wow, mua cái nồi này về mà cả nhà ăn lẩu hay là ăn đồ nướng là chuẩn vị luôn. Mê quá, đi vào đây bị lầm đường lạc lối luôn mọi người ạ. Nhìn gì cũng muốn mua hết. Ok, trong này họ còn có cả một cái khu vực để ăn uống nha mọi người. Ở ngay phía đằng kia và tiệm bánh của Pháp luôn.
Để Julie ra đi ra tính tiền nha. Mấy cái cây bông này, rồi đồ mỹ phẩm Hàn Quốc, hay là những cái đồ mà nữ trang cho tóc, quá trời luôn này, dễ thương không? Và đây là tiệm bánh Pháp. Quá trời bánh luôn này. Chestnut bread này, hay là egg tart này. Wow, quá trời luôn. Chào John. Em thích ăn bánh gì không? Không phải không hảo ngọt, đang đây đúng không? Oh my god, look at this. Mural nó so nhẹ luôn á. So airy and look so yummy too. Nhưng mà gonna be a lot of calories. Vào đây cầm lòng không được. Chocolate pretzel pastry này. Oh my god. Almond pretzel game. Raspberry. Oh. Chết luôn em ạ. Ôi mấy cái bánh ở đây ngon quá trời luôn này. Em ơi. Ôi vào đây thế là mọi người nếu mà diet thì đừng vào đây nhá. Ôi có cả bánh mì tỏi của Hàn kìa. Coffee bun. Wow, bánh croissant này. Ngon quá luôn. Chắc là phải mua chị em mình đem ra kia ăn. Vào đây còn 5 phút thôi, Quất đang nguyên thay bánh luôn mọi người. Xong luôn. That's more strong. This one second. Okay. The third is all there. Okay, gotcha. Yeah. Uh-huh. Vào xem từng đấy mới. Quay. Bibimbap nè. Korean barbecue nè. Bento box nè. Có appetizer luôn nè. Chắc mọi một cái đáp chê này ha. Em muốn ăn seafood pancake không? Hay là kimchi pancake gì không? Bibimbap nè. Hot stone. Which one? This one. Em muốn ăn cái nào? Em lựa đi. Okay. Các chị gọi một cái súp này. Là mình có cái gì rồi ta? Cái Japchae. Cái này ok của chị, cái đấy là ok rồi đó. Uống nước gì? Em uống nước gì? Water hả? Đây chị xem có cái tiệm nước này, có nước gì. Ôi, có trà sữa tùm lum này, nhưng mà chả thấy có cái gì mà hấp dẫn mình này, toàn đường không à. Mango tea, peach tea. Thôi chắc lấy đây coke thôi.
không có sprinkle water. Ok, done. No thanks. Người ta có bê ra cho mình thôi, mình phải tự đi lấy. Sườn bò Hàn Quốc á, vị rất là vừa, ăn với cơm là chuẩn luôn.